Hôm nay đội ngữ kỹ thuật của bên trung tâm giống có mặt ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An nha bà con. Đây là một dự án là 1,5 mẫu bà con thấy không? Đó, bên trung tâm giống xuống hỗ trợ cho chủ đầu tư về cái quy trình lên mô lên clip cũng như là cải tạo đất ha. Thì hôm nay ha, hôm nay là hơn 20 ngày ha, nuôi cây hoàn thiện cho chủ đầu tư thì bắt đầu mới đưa cây giống xuống, cung cấp cây giống cho chủ đầu tư để trồng kỹ thuật cho chủ đầu tư luôn bà con. Đó, và đây là mít ruột đỏ sơ vàng Indo. À, một trong những đơn vị đi đầu ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An này trồng mô hình đôi ha, mô hình đôi ha, và cây là được lựa chọn rất là kỹ lưỡng về cái vấn đề coi như là thứ nhất á, là về cái chất lượng nguồn gốc cây giống, thứ hai là phải nuôi cho thành phẩm đảm bảo được cái chất lượng nha bà con, đảm bảo được cái chất lượng thì chúng tôi mới giao cho chủ đầu tư. Đó, cây này thì được nuôi rồi nè bà con, giờ thấy không, nuôi cây như thế này đảm bảo được cái chất lượng như vậy, cây nó phân chi phân tàn đủ tiêu chuẩn trồng thì mới giao đến chủ đầu tư, thì chủ đầu tư đem về chỉ có việc trồng trồng và chăm sóc thôi nha bà con. Đó, đây cây này bà con thấy không, bầu rễ nè đang lúng ra rất là nhiều. Đó, bà con thấy không, là 1370 cây cùng với cái humic da băng đây nè. Đây là những cái dược liệu phân thuốc để chăm sóc cái vườn này, chăm sóc cái vườn cho anh Trần ở Đức Huệ Long An. Đây là humic da băng nha bà con, humic da băng gold của công ty Bio da băng. Đó, và đây là thành phần cao cu kẽm ha, cao cu kẽm là những cái loại thành phần mà mình chăm sóc giai đoạn đầu tiên cho cây con ha, cho cây con nha bà con, rất là tốt. Đó, thì hôm nay chia sẻ với bà con về cái cách phối trộn giữa cái phân hữu cơ quả cầu lửa 068 mà cùng với fumat da băng, cái tỷ lệ trộn như thế nào sẽ chia sẻ với bà con và hướng dẫn bà con trực tiếp tại vườn luôn, để bà con mà nào mà chưa nắm được thì bà con có thể theo dõi cái video này để mình biết được mình phối trộn như thế nào để cho nó hợp lý với từng loại cây mà cùng bà con. Đó, đây là anh kia ha, đại diện cho bên công ty Bio da băng. Dạ, thì cái này cái công thức trộn với con thì ở nhiều video rồi thì ca cũng chia sẻ với bà con mình ha, thì cứ 5 bao nè, 5 bao quả lửa 068 nè. Đó, chúng ta sẽ trộn 1 bao bu mát cho bằng, đây cái bao bu mát cho bằng này quý con. Đó, bao bu mát cho bằng để trung hòa cái dinh dưỡng trong đất ha quý con nha. Đó, thì đợi một tí nữa nè, một tí nữa là có miếng bạc rồi ha, mình mới trộn hả quý con. Cái tỷ lệ trộn như thế nào anh kia phân tích dùm thêm cái những cái thành phần như là những cái chủng mới nào về cái phân hữu cơ quả cầu lửa 068, một trong những cái chủng mới để cho bà con gần xa trên cả nước mình tiếp cận được cái phân này để cho nó dùng dụng cho cây con nó tốt hơn. Dạ, thì đây là bao phân nè quý con, bao đứng nè để cho quý con là dễ thấy ha. Thì cái hữu cơ quả lửa 068 cái phân mới ra đời sau thì thay thế cái quả lửa 0007 hả quý con nha. Về cái thành phần quý con thấy nè, nó có ba chủng vi sinh phải nói là rất là hữu hiệu luôn nè, vi sinh vật cố định đạm nè, là tất nhiên những cái hàm lượng mà dinh dưỡng NPK hoặc là những cái dinh dưỡng ở trong đất nằm ở dạng khó tiêu quý con, là cái rễ cây của mình ha, nó không hút được những cái dinh dưỡng đó, thế nhờ cái chủng vi sinh cố định đạm này vô để nó phân giải ra, nó phân giải những cái dinh dưỡng nó ra để nó thành những cái thành phần dinh dưỡng mà dễ hấp thu, để cho cây trồng mình hấp thu lại ha. Thứ hai là những cái vi sinh vật để phân giải lân, thì nó cũng gần giống như cái cú đinh đạm về phân giải lân heo quý con nha. Thì những cái dinh dưỡng lân mà cũng ở dạng khó tiêu đó, thì những cái nhờ vi sinh vật về vô phân giải ra để cho cái rễ cây của mình nó sẽ hút những cái dinh dưỡng mà ở dạng dễ tiêu này cho nên dễ dàng hơn. Thứ ba nữa là cái vi sinh vật phân giải cellulo đó quý con thấy ha. Đó, thì mà nhờ ba chủng vi sinh này rất là hữu hiệu ở cái giai đoạn mà từ cây con nè, cũng như là những cái giai đoạn mà cây lớn, cây trưởng thành quý con giải thì cũng rất là hiệu quả luôn. Đó, thì bên cạnh đó nữa quý con, cái thành phần hữu cơ nè, đó là 15% nè. Đó, cái thành phần mà đạm tổng hợp đó quý con là 2,5, thì so với cái 07 thì cái thành phần này nó sẽ cao hơn quý con nha. Cao hơn. Cái này để kia nữa. Và đồng thời nữa quý con, thì cái 068 nó sẽ bổ sung thêm cái thành phần mà vi lượng quý con thấy là cái đồng là 60 ppm, hàm lượng kẽm cũng 60 ppm, và cái thành phần mà pH nè 6.5 hả quý con ha. Thì những cái thành phần này trong cái bao hữu cơ quả lửa 068
là quý con thấy cái chữ new nè, new là mới ha quý con, mới hoàn toàn so với cái 007 thì nó rất hữu hiệu luôn. Khi mà quý con vừa bón lót nè, sau khi trồng nè, rồi cây mang trái nè, đúng không? Thì nói chung thì tất cả những cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây thì quý con cung cấp vào thì nó rất là hiệu quả. Bên cạnh đó nữa là cái bao bu mách ra băng nè quý con nè, thì ở nhiều video trước ha thì cũng vậy thôi, Kia cũng chia sẻ với quý con luôn. Đó, thứ nhất là gì, chúng ta để cải tạo đất, hạ phèn, giải độc hữu cơ, nó ra rễ cực mạnh, đâm chồi để anh nhánh nè, giảm rụng trái, nước trái, hố trái, làm cứng thành tế bào, đó, tăng sức cái đề kháng. Thì quý con biết rồi ha, khi mà cây trồng ta nó mất sức đề kháng rồi ha thì cây sinh trưởng khá là kém. Thế thì cho nên là cái bung mát ra băng là những cái trung lượng, cái trung lượng mà để cân bằng lại cái dinh dưỡng cho cây trồng, để cho cây trồng nó dễ hấp thu cái dinh dưỡng hơn, đó, để cho cái cây nó có cái sức đề kháng. Hơn nữa là quý con thấy không, dùng cho tất cả loại cây trồng đó, thì nói chung là cây trồng nào mà quý con bón vào thì cũng khá là hiệu quả luôn ha quý con nha. Đó thì để mà trộn ha thì Kia cũng sẽ giới thiệu với quý con, chúng ta sẽ tiến hành ta trộn. Đó thì cái này chắc này mình di chuyển là đẳng rồi ta. Đây, rồi phải dời lại đây, quay dời lại đây. Thì giờ nhà anh Kia là hỗ trợ bà con luôn. Dạ. Đó rồi hồi nữa chia sẻ với bà con là mỗi một mô giai đoạn đầu tiên mình trồng thì cần bao nhiêu phân. Hữu cơ 068 trộn không bán cho bằng. Rồi bà con nào trồng thì chúng ta áp dụng vào nó để cho nó thực tế hơn và giúp cái cây mình nó phải phát triển mạnh hơn trong cái giai đoạn đầu tiên. Tại vì bà con biết rồi, cái giai đoạn đầu tiên là một cái giai đoạn khí thiết, giai đoạn rất là quan trọng để cho cái bộ rễ hình thành. Chúng ta cần phải có dinh dưỡng ngay lúc đầu. Nếu mà không có bón lót, không có dinh dưỡng lúc đầu thì cái cây chúng ta nó sẽ gần như nó bị thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ chậm phát triển, nhưng phát triển là trong một giai đoạn đầu đó. Cho nên bà con nhớ cái giai đoạn đầu tiên là chúng ta cần phải bón lót thật tốt thật kỹ để có được cái bộ rễ tốt hơn nha bà con. Đó thì anh Kia mới vừa chia sẻ với bà con về cái thành những cái thành phần chính ở trong cái phân quả hữu cơ quả cầu lượng 068 ha. Đó là những cái yếu tố rất là quan trọng ha. Đã cho anh kỹ sư đánh giác luôn. Đó. Bà con nào có xài cái phân hữu cơ 068 thì bà con coi những cái thể loại cây của mình muốn xài như thế nào ha. Thì ở ngoài sau nó có hướng dẫn cho bà con cái giai đoạn bón lót nè. Đó, và thấy không, còn không thấy giai đoạn bón lót đối với cái cây công nghiệp, cây cà phê, cây hồ tiêu, cây cao su hay là cây gì đó thì nó đều có cái giai đoạn bón lót ở đầu tiên ở trong giai đoạn này. Cái giai đoạn thứ hai nữa là giai đoạn bón thúc đợt 1 thì nó có số lượng là cái này trời mưa anh để là nó cũng không ước nổi nữa. Cho em cái định lượng ở ngoài sau là trong đó. Đó, rồi tới giai đoạn bón thúc đợt 2. Đó thì nó có những cái thành phần hết. Cho nên bà con đặc biệt chú ý. Đó, còn hôm nay thì quay lại với cái đầu như là chủ đầu tư mít ở Đức Huệ Long An. Đó là mọi người thấy không, đây anh đẩy đang đẩy cây vô, thấy không, cây mít nè. Đó, cây thì rất là đảm bảo gốc thẳng ha, bò chi đủ điều kiện để trồng. Đó thì hôm nay là xuống giống luôn nha bà con. Đó hôm nay là trực tiếp xuống giống ở đây luôn, 1370 cây. Đó thì do mấy anh này ảnh vận chuyển cây ra để trồng. Thì cây giống là do bên trung tâm cây giống cung cấp đẩm rồi. Đi hết nói không khỏi hả? Nè, mang lấy cái giá nha. Lên lên. Đổ cái lô xuống đây. Mà có bị lớn mà ôm nhăn mạnh nó rất là nhẹ rồi, nhẹ nhấp đúng không?